Bộ y tế vừa công bố thêm một trường hợp dương tính với Covid-19, đây là ca bệnh thứ 18 trên cả nước. Bệnh nhân là nam giới sinh năm 1993, quê ở Thái Bình, trước đó có sống ở khu vực thành phố Daegu, Hàn Quốc. Ngày 29 tháng 2, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện ho khan, rát họng, không sốt bệnh nhân không uống thuốc chỉ tự theo dõi mà không đi ra ngoài cho đến khi xuất cảnh về Việt Nam. Sáng ngày 4 tháng 3, bệnh nhân cùng em gái từ Hàn Quốc về Việt Nam hạ cánh tại sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VJ981. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, bệnh nhân được đưa về khu cách ly tập trung của trường Quân sự Quân đoàn 1, tổ 19, phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và được chuyển vào khu cách ly dành cho người có nguy cơ cao. Trưa nay ngày 7 tháng 3, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để theo dõi và điều trị. Trường hợp bệnh nhân thứ 18 này được theo dõi sát sao, cách ly nghiêm ngặt ngay từ khi nhập cảnh vào Việt Nam, vì vậy không có lý do để lo lắng.